Chào nhà thuốc, ba tôi đang bị bệnh ung thư gan thời kỳ cuối và tôi có thể dùng kết hợp các vị thuốc cây an xoa, xạ đen, bán chi liên, bạch hoa xà, thịt thảo, cà gai leo, hoa đu đủ đực, lá đu đủ đực và cây xả có được hay không ạ? Mong nhà thuốc giải đáp giúp, tôi xin cảm ơn ạ. Chào bạn, các vị thuốc mà bạn vừa liệt kê ở trên đều là những vị thuốc rất là tốt cho những bệnh nhân ung thư gan. Nếu như là có thể dùng kết hợp đầy đủ các vị thuốc như trên thì bạn sắc cho bệnh nhân uống thay nước hàng ngày, kiên trì sử dụng thời gian dài thì sẽ có hiệu quả rất là tốt. Thời gian qua thì nhà thuốc đã điều trị hiệu quả cho rất là nhiều bệnh nhân bằng bài thuốc nam trên. Nếu như là còn bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn thêm thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.